quý vị và các bạn, trong hơn 3 thập niên thì múa rối Việt Nam và đặc biệt là múa rối nước luôn có một sức hấp dẫn đối với khán giả. Tuy nhiên bên cạnh những thành công thì vẫn luôn có những khoảng lặng khiến người làm nghề trăn trở. Đó là khán giả ngoại lấn át khán giả nội. Và đây cũng là thực tế được ghi nhận tại nhà hát múa rối Thăng Long, nơi được mệnh danh là nhà hát biểu diễn sáng đèn suốt 365 ngày trong năm. Bất kể trời mưa hay nắng, nơi bán vé vào xem múa rối nước tại nhà hát múa rối Thăng Long đều đông nghịt người. Từng đoàn khách nước ngoài xếp hàng mua vé với hy vọng không bỏ lỡ một môn nghệ thuật truyền thống độc đáo của người Việt. Cháu rất háo hức mong chờ buổi biểu diễn này. Cháu và mẹ đã phải xếp hàng khá lâu để mua được 2 tấm vé. Trong không gian thủy đình mang đậm nét kiến trúc tiêu biểu cho làng quê Bắc Bộ, những con rối bằng gỗ vô tri vô giác được các nghệ nhân thổi hồn trở nên sinh động trên sân khấu nước. Động tác của những con rối ăn khớp với lời thoại, lời hát và tiếng đàn khiến du khách không thể rời mắt theo các câu chuyện dân gian về văn hóa và con người Việt Nam. Tôi có thể hiểu mọi thứ mà không cần có phiên dịch. Âm nhạc rất hay và cuốn hút. Con trai tôi nói đây là một trong những chương trình hay nhất mà cháu từng xem. Chương trình giúp chúng tôi hiểu hơn một chút về văn hóa truyền thống và qua đó hiểu hơn về đất nước Việt Nam. Mặc dù lượng khách xem rất đông, buổi biểu diễn nào cũng chật kín khán giả, nhưng có một nghịch lý là khán giả ngoại quốc lấn át khán giả nội. Lượng người Việt Nam vào xem rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thì rối nước tôi đã xem trên TV nhiều rồi nhưng mà tôi vẫn chưa có cơ hội được đi xem ở ngoài rạp, không có hứng thú lắm. Nhà hát là được tiếng là 365 ngày đỏ đèn, thì cái sự lựa chọn của khách Việt Nam là khách gọi là bản địa, thì không xem ngày nay thì xem ngày mai, không xem ngày mai xem ngày kia. Với mỗi một lần đi xem thì họ phải có một cái sự thuận lợi đầy đủ điều kiện để họ tới rạp. Múa rối nước gần gũi với đời sống thường nhật của người dân, góp phần không nhỏ trong việc truyền bá kiến thức sản xuất, giáo dục tinh thần yêu nước, đạo đức lẽ sống cho mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, với thực tế là khán giả Việt đang thờ ơ với loại hình nghệ thuật truyền thống này như hiện nay, thì có vẻ như là múa rối nước chỉ mang mục đích là giải trí đơn thuần, chứ không thực sự phát huy được giá trị giáo dục mà ông cha ta truyền tải trong đó.